chia sẻ các bạn là chiếc Chivara của ai đang tới đồng này, đồng Minh Lương đó các bạn, tới chuẩn bị bà con xạ vụ tiếp theo nè, đông xuân rồi tới hè thu các bạn ơi. Hai chiếc chạy luôn đó các bạn. Chivara D28F. Tới chuẩn bị xả. Đây có anh YouTuber cũng đang quay chia sẻ các bạn này các bạn. Rồi, chú này là cũng Chivara luôn các bạn ơi. Hai máy chạy cặp kè hai bên dưới đất nha các bạn. Này Chivara đời máy đây. S03 SD 3200 3203 các bạn ơi. Chivara các bạn, nó quay cái dàn đùi cho các bạn xem nè, đó, thì dàn tới tới là chụp luôn các bạn, có cái dàn chụp đó sao mà, hai chiếc chạy có bên nhìn thấy đã các bạn ha. Nước các bạn nhìn thấy đẹp mắt không? Đất đang xì đúng không bạn? Hai chiếc chạy hai thứ đất hai bên. Anh chú quay đầu là này là D28F nha các bạn. Còn chiếc bên này là 3203. Mình có chân không phải giống như cái máy hôm qua mà mình quay chia sẻ các bạn, máy hôm qua dùng đất đó nó mềm lắm. Máy này làm như chạy hơi yếu hơn tiếng máy bên này các bạn. Cái chiếc 28F này làm như yếu hơn cái chiếc 3203 nè các bạn. Cái hơi nó chạy không phê bằng bên này. Nó là bắt tài chạy nhỏ không biết. Bên này các bạn thấy đã không?
đấu cái đầu chứ không biết. Qua bờ. Qua bờ các bạn. À, đi quần quần chân đây, ồ kiếm chỗ thấp để anh qua bờ. À, anh còn quần mấy cái đầu giạc các bạn ơi. Chạy còn quận 1, quận 2 quần mấy chỗ mà còn gò gò á, băng quần gò. Tài bên đây cũng quần gò. Sới, sới trục luôn. Ở đây có số người ưa gắn cái dàn dàn trục quay quay sao nữa các bạn. Chạy cái dàn sới đây nè, có dàn trục luôn. Ồ, quần gò quá đẹp. Quá đẹp mai. Ồ, hai máy đã đáp rồi luôn. Rồi các bạn ơi, hai chiếc máy cài bắt đầu vô tập trung một miếng đất nha các bạn. Đó, cái anh này anh chạy trước. Còn cái máy này chạy sau nha. Rồi đeo ba lên phát tài ơi. Vô luôn anh, hai chiếc chạy chung quay hấp dẫn anh. Đó, chiếc này bắt đầu là thả giạc ở trong nha các bạn. Đó. Shibauga. Cái này là SD3203 các bạn ơi. Bắt đầu bơi đó các bạn. Đó. Chú này ông gào lưới dịch nè, giờ ông gỡ lưới ra mà gỡ lưới ra cho mấy cài cài nữa, nó giạt vô đây ba cái sình đất nó đóng.